siêu thị Tại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Bạn muốn sở hữu một xe đạp tập liên hoàn thế hệ mới không? Bạn băn khoăn về giá của những chiếc xe đạp thông minh? Bạn đang tự hỏi phòng gym nên cần có xe đạp tập loại nào? Tập đoàn Elite xin giới thiệu xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym mà bạn thầm mong ước. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym của tập đoàn Elite có giá phải chăng nhưng hội tụ nhiều chức năng nổi bật: chống cày, chống rung lắc, chống chấn thương. Đúng vậy, một sản phẩm hoàn hảo từ kiểu dáng đến chất lượng vượt trội, giúp mang lại hiệu quả cao tại phòng gym. Sản phẩm được thiết kế độc đáo với khung sườn inox được bọc nhựa cao cấp, có màu sắc nổi bật giữa đen và cam. Lớp sơn công nghệ hiện đại chống cày xước, độ bền cao. Chuyển động bằng dây Cura êm ái nhẹ nhàng, không phát ra tiếng ồn khi luyện tập. Hơn hết, mang đến những bước chân luyện tập chắc chắn, tác dụng sâu đến vùng đùi, mông, bụng, eo, ngực và cánh tay một cách toàn diện. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym phù hợp cho cả gia đình, phòng gym, resort, khách sạn. Hai vị trí luyện tập mang lại hiệu quả luyện tập khác nhau, giúp bạn thay đổi bài tập, tránh bị nhàm chán khi luyện tập. Wow, thiệt là lợi hại, tôi phải mua ngay cho phòng gym của mình. Mọi người cũng nên mua ngay. Đến phòng gym, tôi chỉ thích luyện tập với xe đạp tập liên hoàn vì sản phẩm vừa đẹp vừa sang, lại mang lại hiệu quả cao, càng đạp càng thích thật đó. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym giá cực kỳ hấp dẫn, giảm 21%, chỉ còn 6.990.000 đồng. Chất lượng thì bạn hoàn toàn bất ngờ vì sản phẩm đến từ tập đoàn Elite luôn được đảm bảo trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt khi đến với người tiêu dùng. Thương hiệu Elite nổi tiếng nhất hiện nay với nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng thương hiệu xuất sắc, giải thưởng an toàn vì sức khỏe cộng đồng, giải thưởng sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng, nơi cung cấp thiết bị thể thao hàng đầu uy tín tại Việt Nam. Bạn muốn mua xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym, hãy nhanh tay liên hệ 1800 1552 đi nào. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym phù hợp cho cả gia đình, phòng gym, resort, khách sạn. Hơn thế nữa, khi sở hữu xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym, có những điểm cải tiến tuyệt vời đang chờ bạn khám phá và trải nghiệm. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym rất hiện đại như thiết kế với vị trí đặt bình nước tiện lợi, bảng điều khiển thông minh hiện đại, thiết kế hoa văn sang trọng mang lại giá trị cao cho sản phẩm. Bàn đạp cấu tạo chắc chắn được chế tạo từ nhựa dẻo cao cấp, kích thước rộng lớn giúp bạn luyện tập an toàn. Nút kháng lực điều chỉnh với 8 cấp độ đạp nặng nhẹ tăng dần, dễ dàng điều chỉnh khi luyện tập. Đặc biệt, xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym chuyển động theo nguyên lý chuyển động ly tâm, vận hành êm ái như dùng một lực mạnh mẽ để luyện tập. Sản phẩm tích hợp linh động tay chân một cách hoàn hảo. Xe đạp tập liên hoàn Elite Super Gym phù hợp cho cả gia đình, phòng gym, resort, khách sạn. Tác dụng hoàn hảo tay chân giúp toàn thân săn chắc như mong muốn chỉ sau 1 tháng sử dụng mà thôi. Đúng là quá tuyệt vời đúng không nào? Nhanh tay liên hệ ngay để sở hữu xe đạp tập liên hoàn Elite Supermax cho phòng gym. Sản phẩm đáp ứng tối ưu cường độ luyện tập cao tại phòng gym cũng như dịch vụ dành cho phòng gym với nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn đang chờ đợi khách hàng. Trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh nhất tại siêu thị Tại Gia .vn. Thanh toán COD, thanh toán ATM hoặc chuyển khoản, cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ nội thành và miễn phí lắp đặt tại nhà trên mạng lưới toàn quốc. Hoàn thiện 100% trong vòng 3 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Đổi trả trong vòng 15 ngày nếu bị lỗi từ nhà sản xuất. Siêu thị Đại Gia.vn tự hào là nhà cung cấp uy tín hiện nay với nhiều giải thưởng xuất sắc và chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1552.